Chuột hamster, những điều thú vị về loài gặm nhấm dễ thương. Chuột hamster, hay còn được gọi là chuột đuôi cụt hoặc chuột đất vàng, là một loài động vật gặm nhấm thuộc phân họ Chrysotinae, bao gồm khoảng 25 loài khác nhau. Không chỉ là một loài vật nuôi phổ biến, chuột hamster còn được sử dụng rộng rãi trong các nghiên cứu khoa học nhờ những đặc điểm sinh học đặc trưng của chúng. Lịch sử và nguồn gốc. Chuột hamster được phát hiện lần đầu tiên gần Syria vào năm 1829. Đến năm 1939, chúng mới chính thức được nuôi dưỡng và thuần hóa thành công. Chuột hamster Syria, hay còn gọi là chuột hamster vàng, được biết đến rộng rãi trong các phòng thí nghiệm và cũng trở thành thú cưng yêu thích của nhiều người trên thế giới. Nguồn gốc của chúng bắt nguồn từ một cặp anh em ruột duy nhất được nhà động vật học Israel Aharoni bắt và nhập khẩu từ Aleppo, Syria vào năm 1930. Sau đó, chúng phát triển mạnh mẽ tại Jerusalem và nhanh chóng lan rộng ra khắp thế giới. Chuột hamster có những đặc điểm sinh học khá đặc biệt. Chúng không phải là loài chuột thông thường họ chuột, mà thuộc họ Chrysotidae. Đôi mắt của chúng cận thị hoặc bị mù màu, nhưng bù lại, chuột hamster có khứu giác phát triển mạnh mẽ. Chúng sống chủ yếu ở các vùng hoang mạc, bán hoang mạc hoặc nơi có khí hậu ôn đới và thường đào hang sâu hơn 3 mét để làm nơi trú ẩn. Một đặc điểm đáng chú ý khác của chuột hamster là túi má dài, kéo dài từ miệng đến vai. Chúng sử dụng túi má này để mang thức ăn về tổ. Khi túi má đầy, kích thước đầu của chúng có thể tăng gấp đôi hoặc thậm chí gấp 3 lần so với kích thước ban đầu. Thói quen và hành vi, chuột hamster có thói quen hoạt động vào buổi hoàng hôn hơn là ban đêm. Trong tự nhiên, chúng ẩn mình dưới lòng đất vào ban ngày để tránh bị kẻ săn mồi tấn công. Thức ăn chính của chúng là hạt, trái cây, thực vật và đôi khi là côn trùng sống trong lòng đất. Chuột hamster là loài ăn tạp, chúng có thể ăn cả thực vật và thịt, nhưng chủ yếu ăn các loại hạt và cỏ. Một thói quen khác của chuột hamster là tích trữ thức ăn. Chúng mang theo thức ăn trong túi má rộng rãi của mình vào hang để lưu trữ dưới lòng đất. Điều này giúp chúng có đủ thức ăn trong suốt mùa đông hoặc khi nguồn thức ăn khan hiếm. Sa, giác quan và khả năng giao tiếp. Chuột hamster có thị lực không tốt, chúng chỉ có thể nhìn thấy gần và không phân biệt được màu sắc. Tuy nhiên, chúng lại có khả năng cảm nhận sự di chuyển xung quanh, giúp chúng bảo vệ mình khỏi nguy hiểm trong tự nhiên. Chuột hamster sử dụng các giác quan để tương tác với thế giới xung quanh. Chúng có tuyến mùi trên hai bên cơ thể và trà sát chúng lên bề mặt để lại mùi đặc trưng, giúp chúng phân biệt giới tính và tìm thấy thức ăn. Chuột hamster cũng có khả năng nghe được âm thanh và giao tiếp siêu âm tầm xa. Chúng rất nhạy cảm với các âm thanh có tần số cao và có thể truyền thông qua phạm vi siêu âm. Chế độ ăn uống. Chuột hamster là loài ăn tạp, nghĩa là chúng có thể ăn cả thịt và rau. Thức ăn chính của chúng là các loại hạt, rau quả và đôi khi là côn trùng. Mặc dù thức ăn mua từ cửa hàng tốt cho chuột hamster, nhưng tốt nhất nên bổ sung thêm trái cây và rau để giữ cho chúng khỏe mạnh hơn. Chuột hamster cũng thích ăn các loại trái cây không có vị chua và hầu hết các loại rau lá xanh. Tuy nhiên, không nên cho chúng ăn đồ ăn vặt, sô-cô-la, tỏi hoặc bất kỳ loại thực phẩm mặn hay ngọt nào vì chúng có thể gây hại cho sức khỏe của chúng. Hành vi xã hội, chuột hamster thường là loài sống đơn độc và có tính bảo vệ lãnh thổ cao. Nếu đặt chúng lại với nhau, căng thẳng có thể xảy ra và chúng có thể chiến đấu quyết liệt, đôi khi dẫn đến tử vong. Tuy nhiên, một số loài hamster có lối sống cộng đồng và nếu được nuôi dưỡng từ nhỏ, chúng có thể sống hòa thuận với nhau. Một số loài hamster như hamster bear có thói quen ngủ nhiều vào ban ngày và không thích bị đánh thức. Điều này đôi khi khiến chủ nuôi lo lắng, nhưng thực tế, chúng sẽ thường xuyên thức dậy vào ban đêm để tìm thức ăn và hoạt động. Sao, đào hang và môi trường sống chuột. Hamster là loài đào hang tuyệt vời. Chúng xây dựng các hang hốc với nhiều lối vào, buồng cho làm tổ, bảo quản thực phẩm và các hoạt động khác. Hang của chúng thường ở độ sâu 0,7 mét, giúp bảo vệ chúng khỏi kẻ thù và điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Chuột hamster trong phòng thí nghiệm vẫn giữ nguyên khả năng đào hang này và sẽ thực hiện nó mạnh mẽ nếu được cung cấp chất nền thích hợp. Chuột hamster là một loài động vật nhỏ bé nhưng đầy thú vị. Từ nguồn gốc, đặc điểm sinh học đến thói quen và hành vi, chúng luôn mang lại niềm vui và sự thích thú cho những ai nuôi chúng làm thú cưng. Không chỉ là một loài vật nuôi phổ biến, chuột hamster còn đóng góp quan trọng trong các nghiên cứu khoa học, giúp con người hiểu rõ hơn về sinh học và hành vi của động vật.
Với sự dễ thương và hiền lành, chuột hamster chắc chắn sẽ tiếp tục là một trong những loài vật nuôi được yêu thích nhất trên toàn thế giới.